giờ nữa on spot. Tôi học tập trong năm nay của mình và đây là phần 1 nha các bạn. Bây giờ mình đây là một chiếc hộp ốp màu tím của mình đây nè các bạn. Tôi sẽ mở ra là không có 2 ngày nữa. Mình cực kỹ nè. Tiếp theo là một cái tập giấy kiểm tra nè. Tiếp theo là cái đồ đựng bút của mình. Mình có những sticker chứ bạn. Đây là sticker cưa nè. Đây là một cái thiết dĩa màu tím nhỏ ngắn thôi nhưng mà màu tím này. Bây giờ đến cái đồ bào màu tím. Đây mình lấy đồ bào cái giỏ. Đồ bào cái giỏ này. Tiếp theo là có mua bút máy. Mình sẽ xoay ít thôi. Vì nay mình mua một dàn này bút này. Bút 12 màu nha các bạn. Hôm nay là mình có xài bút xóa luôn với lại bút Zero. Mình có xài bút xóa bút Zero nữa mọi người. Bút ấy. Tiếp theo là bút chì một tiếng thì mình có 2 cây lợn nhưng mà nó bị đau chiếu rồi các bạn. Nó có đưa về mà. Bây giờ đây là cái kéo một tiếng của mình nè. Một tiếng luôn. Tóc mình mua nè và cái 2 cái cài. Với cái cài này không đợi một tiếng luôn đó. Mình mua chung luôn đó. Cái đơn mình giá nè. Tóc một tiếng. Mình cho một tiếng. Đây là cho một tiếng. Đây là cái tên. Tiếp theo là sẽ qua là cái tệp này. Cái tệp này. Cái tệp màu tím luôn nè. Màu đúng màu tím quá chị cơ. Tiếp theo là do cái shop này nó bán nhiều đồ quá các bạn. Kiểu thấy màu tím là cứ mua thôi. Nhìn mua quá mình cũng chẳng có màu tím đâu nha. Đây cái đồng hồ. Tiếp theo là cái cặp này. Cặp của mình mua tím. Cũng khá mình nói dáng nè. Nó ngắn vô lắm. Cô bán trời ngăn ngăn nha mọi người. Xin ông, xin quá trời luôn á. Nhìn ngon lắm. Cái là mình đã cặp chống mùi lông như mấy bạn. Chắc vỡ. Mình lớp 5 nè. Nó sẽ nặng lắm á. Mình một tiếng nè. Cũng một tiếng luôn. Nhưng mà nghĩ là nhìn ở ngoài đó một tiếng mà cứ vô trong hình là nó cứ kiểu như là một xanh. Xanh đi đó các bạn. Nhưng mà các bạn nhìn ra ngoài thì mình không biết. Nó là một tiếng cái đặc biệt hồng nè. Bạn phần 2 nha. Bye bye. Phần 2 mình còn nhiều đồ lắm.